Hai các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái điệu cha 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 của nghệ sĩ Thế Vương ha các bạn ha. Cái điệu này dùng dùng ở những nơi mà đông người ha các bạn, cũng hay lắm các bạn ha. Rồi, mình vô nè các bạn. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm em thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dịu nhau trong cơn mê này, giờ đôi tay ấy lao mắt đi ngang lề biệt ly. Đó, như vậy các bạn. Mình cứ chỗ đông người mình muốn cái điệu này thì nó hấp dẫn sự chú ý của người ta các bạn ha. Điệu này cũng thông dụng đúng không các bạn ha. Rồi, mình vô vấn đề nè các bạn. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống. À, các bạn. Xuống nè các bạn. Nè các bạn, lên chập lên chập lên xuống, chập lên chập lên chập lên xuống. Có cái mình cứ quấn như vậy hoài đi, từ từ cái mình rành, cái mình chuyển 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 gam ha các bạn ha. Lại nè các bạn. Chậm nè các bạn. Xuống nè các bạn. Đang quấn thông rê nè các bạn. Xuống 6 giây cũng được mà 5 giây cũng được nè các bạn ha. Tùy theo mình thôi. Xuống nè các bạn. Chậm hơn các bạn ha. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống. Đó, y vậy các bạn cứ quấn hoài một tông đi, xong rồi cái mình chuyển chuyển gam ha các bạn ha. Rồi, làm lại các bạn ha. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống, lên chập lên, chập lên xuống. Lại nè các bạn. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống. Rồi, chúc mình sẽ ghi cái mấy cái từ đó dính vô cái video này cho các bạn dễ tham khảo các bạn ha. Rồi lại nè các bạn. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống. Đó, như vậy các bạn cứ tập hoài đi. La là tới rê là tới la, là đô, pha, mi, son hả các bạn ha. Mình đang chia sẻ cho các bạn là tông rê hả các bạn ha. Lại nè các bạn. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống. Cái điệu này ông thầy của mình phối 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 với cái điệu disco nha các bạn, chứ nó hơi khác cái điệu cha cha bình thường ha các bạn ha. Thì thầy dạy mình sao thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha các bạn, nhưng mình cảm thấy nó cũng hay các bạn ha. Rồi giờ mình làm lại cái nữa, cái mình chuyển thông cho các bạn tham khảo các bạn ha. Rồi nè các bạn. Xuống chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống, chập lên, chập lên, chập lên xuống. Cái chập đó các bạn, cái chập các bạn quấn dính vô luôn các bạn ha, quấn dính 6 giây luôn các bạn. Mình vừa quấn mình vừa đè lại các bạn, không mấy mình xuống thì cũng nghe vang đó các bạn, chập như vậy là nghe vang nè các bạn, chập dính vô các bạn nè các bạn. Chập với các bạn, dính vô các bạn, dính vô nghe nó hay hơn các bạn ha. Rồi mình làm lại cái nữa, cái mình chuyển tông cho các bạn tham khảo các bạn ha. Đó, như vậy các bạn. Rồi bây giờ mình chuyển tông thôi các bạn ha.
Đó, giờ mình sẽ làm lại từ từ cho các bạn tham khảo các bạn ha. Vừa vô nè các bạn. Xuống, chập lên, chập lên, chập lên, chuyển nè các bạn. Chuyển là như từ xuống các bạn. Chập lên, chập lên, chập lên, chuyển. 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 Đó, như vậy các bạn. Chuyển nó cũng tương ứng với từ xuống các bạn ha. Lại cái chậm đó các bạn ha. Xuống nè các bạn. Chậm nè các bạn ha. Xuống, chập lên, chập lên, chập lên, chuyển. Chuyển nè các bạn. Chuyển cũng như xuống các bạn. Mình làm lại các bạn ha. Xuống, chập lên, chập lên, chập lên, chuyển. Chuyển cũng như xuống các bạn ha. Xuống, chập lên, chập lên, chập lên, chuyển. 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 Chập lên, chập lên, chập lên, xuống. Chập lên, chập lên, chập lên, xuống. Đó, các bạn cứ quýnh từ tông rê, các bạn quýnh hoài đi, quýnh cho nhuần nhuyễn các bạn qua tông la các bạn ha, mặc vô son rồi về đô rồi pha các bạn ha. Cái vậy từ từ không gì đâu gấp các bạn ha. Mình học được thầy có nhiều mình sẽ chia sẻ với các bạn hết. Ok. Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 1560 các bạn ha. Nói chứ giỡn thôi. Có cái gì mà các bạn không hiểu thì cứ bình luận ở dưới bình luận cho mình trả trả lời cho các bạn ha. Rồi, mình làm lại lần nữa. Cái mình dạo một khúc thôi cho các bạn tham khảo các bạn ha. Vô nè các bạn. Xuống, chập lên, chập lên, chập lên, xuống. 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 Cái điệu này phối với cái điệu disco nha các bạn, nên hai cái điệu này gần gần giống nhau, mình hợp lại là thành cái điệu của ông thầy mình nha các bạn. Ông chơi thì rất biến quá, thì thầy dạy mình nhiều thì mình sẽ chia sẻ với các bạn bấy nhiêu ha các bạn ha. Rồi, vô lại nữa các bạn. Giờ chuyển nha các bạn ha. Chuyển lần lần nữa cái này là các bạn. Rê nè các bạn. Xuống, chập lên, chập lên, chập lên, chuyển. 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 Đó, y vậy các bạn cứ tập tập từ từ đi. Quýnh cho thật nhuần nhuyễn vô rồi mình chuyển tông ha các bạn. Cái điệu này mình chơi ở nơi đông người rất là hay các bạn ha. Rồi, mình sẽ dạo là một hợp âm cho đi dòng một hợp âm cho các bạn tham khảo các bạn ha. Bắt đầu từ rê cho các bạn. Chúc mình sẽ ghi cái mấy cái xuống lên chập vậy đó. Mình ghi vô cái phần video này cho các bạn dễ học ha các bạn ha. Rồi, các bạn cứ học từ từ đi, nếu mà mình không có gì cứ không biết cứ bình luận cho mình ha các bạn ha. Rồi, bây giờ chúc các bạn một hôm tập guitar thành công. Bye bye các bạn ha.